chưa em không được không nghe xong được cả gì mình thấy mình cảm thấy được cái nào không à rồi cái tiếng cần phải tập nào đó mình thử nhất điểm một đúng rồi cũng làm theo quy trình mà từ hồi nãy giờ mình học nhiều từ sáng giờ dạy và sao mà y chang như quy trình vậy em dạy lén chưa dạy lén rồi hết rồi dạy lén luôn có đâu chưa mà em dạy lén đi dạy lén như là anh copy là vô cái file rồi những cái folder dạy lén hết đi như một cái folder dạy lén nha như một bản tin bình thường đó. Yeah.